con nó luôn đó, thằng này lớn. Ra bây giờ mình phải cái cây này phải giữ từ từ. Cái này phải cắt nhiều nhánh lắm mà nghe. Ờ thì muốn ra làm sao làm à? Cái đó là chuỗi đó. Anh không biết. À, nhưng mà cho nó được đó. Có thể là cắt nhánh này bỏ không chừng nó. Mà tùy ý à, thì nhưng mà cái này cái rễ còn chưa có sửa chữa. Ờ đúng rồi, cái cây này chưa có sửa chữa phải không? Thấy không? Dạ ba chị. Này làm gì? Lũa. Làm lũa hả? Ừ, cái này là tạo làm này nè. Làm lũa là làm gì? Phải giải thích cho tao biết mày. Tạo một cái nét mà gọi là cái nét trần cổi mà cái cây và cây nó cái kiểu như mà nó nhánh mà chết á, lâu năm á, cây già cổi á, tăng cái dễ cổi của cây, tăng cái nhìn vẻ đẹp nó thẩm mỹ của cây nữa. Lâu anh chút thôi, ngày mới ấy thì mình làm xong.
đây là cây tục, ông đội nói gì nè, chút nữa là sẽ biết tay. Cái lớn này khiêng thì nó gì đó.
Vịnh Việt Nam. Chị kiện mua dây đồng này, biết đồng mua dây u dây quấn này nè, biết hình trước cái hình hai ngọn nhà rồi đó. Dây không nhớ không? Dây nó đâu có bằng cái này. Có cái này nó trị mới được. Có thợ ở nhà 18 lần trước á, tiện trăm anh chỉ cho nó hết. Oh.
đây cũng khó khăn để đầu nghề, cần rối nhánh.